Chào các bạn, cùng nhau quay trở lại với Given. Ở với cái tầm giá khoảng dưới 25 triệu đồng, mình thấy có một bộ đôi laptop Asus thuộc vào cái series ZenBook UX. Đây là một cái series laptop theo thuộc dạng là cao cấp mỏng nhẹ dành cho những bạn nào mà muốn di chuyển thuận tiện. Thì đây là một cái video gói gọn hai sản phẩm này trong một clip để cho các bạn có thể dễ dàng tham khảo. Trên thực tế thì cái video riêng về hai sản phẩm này theo từng cái video khác nhau á thì đã có trên kênh rồi. Tuy nhiên đây sẽ là một cái video mà mình sẽ gói gọn hai sản phẩm này vào trong một clip để các bạn có thể dễ dàng tham khảo, như là so sánh đánh giá liệu là với cái mức giá khoảng trên nhau 3 triệu đồng thì cái sản phẩm này sẽ phù hợp hơn với anh em. Cái sản phẩm đầu tiên mình muốn nhắc đến đó chính là Asus ZenBook UX425EA KI429T. Đây là một chiếc laptop với những cái tiêu chuẩn rất đặc biệt dành cho những bạn nào mà muốn những cái laptop mỏng nhẹ có một cái hiệu năng đủ tốt để các bạn có thể làm việc cũng như là sử dụng thuận tiện trong một cái khung hình máy chỉ khoảng đâu đó 14 inch. Tại vì sao mình lại nói như vậy? Với cái chiếc laptop này thì các bạn sẽ có được một cái thiết kế ngay từ bên ngoài là một cái tông màu theo kiểu là xanh đậm. Nếu như các bạn nào mà hay mang đi làm hoặc là đi học á, thì mình thấy là trong mọi điều kiện sử dụng thì cái chiếc laptop này với cái vẻ ngoài như thế thì nó cũng đủ tinh tế và bắt mắt để các bạn có thể dễ dàng sử dụng một cách thoải mái, không có vấn đề gì. Cái bản lề Ecolift của máy giúp cho máy có thể nâng lên một cái góc cao khoảng 2.5 độ so với mặt bàn. Mình thì mình thấy là 2.5 độ nó hơi ít, đáng ra là đó nên khoảng cỡ chừng 3 độ thì mình nghĩ là nó sẽ hợp lý và ổn áp hơn, và cho một cái trải nghiệm thao tác gõ phím nó cũng sẽ thoải mái và dễ dàng hơn. Phần viền của màn hình thì hơi được ăn gian do bản lề Ecolift, nó khiến cho cái phần cạnh dưới nhìn có vẻ như là mỏng hơn trông thấy và giúp cho các bạn có một cái phần hiển thị mặt trước là khoảng 90%. Và kèm theo đó nữa, đương nhiên đây là một cái chiếc laptop hướng vào nhu cầu công việc cũng như là học tập, cho nên là các bạn vẫn có được một cái cụm camera chất lượng cao nằm ở phía bên trên, và cũng kèm theo đó nữa là cái máy quét cảm biến gương mặt để giúp cho các bạn có thể mở khóa dễ dàng hơn mà không cần phải ịn cái bàn tay vào. Layout bàn phím thì tương đối là vuông vức và phần touchpad cũng được làm rộng ra giúp cho các bạn có thể để cái cụm numpad mà không cần phải chen lên cái chỗ layout bàn phím, khiến cho cái phần mà phím được trải đều ra hai bên và giúp cho anh em có thể thao tác sử dụng một cách thuận tiện hơn. Đó là cái điểm sáng của hai cái sản phẩm này. Và còn nếu như mà nói về cảm giác gõ phím thì mặc dù đây chỉ là một chiếc laptop mỏng nhẹ, thực sự rất mỏng nha các bạn, nhưng mà hành trình phím vẫn là 1.5mm, cho nên nếu như các bạn muốn thao tác sử dụng thì mình thấy là nó rất là thoải mái và đơn giản. Tuy nhiên có một điểm mà nếu như bạn nào khó tính nhận ra thì nếu như các bạn đè lên trên phần khung phím thì sẽ thấy là cả hai chiếc phím ở trên hai chiếc máy này đều có một cái phần khung phím nó hơi flex nhẹ. Dành cho những bạn nào mà hơi khó tính thì chắc chắn là nếu như đem đi so sánh cái dòng sản phẩm này thì không thể nào có một cái phần khung phím cứng cáp và ngon nghẽ như những cái dòng ThinkPad của bên phía Lenovo được. Vậy nên là nếu như anh em mà thường xuyên gõ phím thì sẽ thấy là hơi hụt hẫng đôi chút. Và màn hình của máy thì chúng ta vẫn có được một cái hiển thị tiêu chuẩn là với kích thước 14 inch độ phân giải Full HD và 97% sRGB. Nên là nếu như các bạn muốn sử dụng để xem phim, giải trí, làm cho các công việc đồ họa thì mình thấy là cũng chẳng có vấn đề gì. Kèm theo đó nữa là phần cấu hình của máy, chúng ta có một con CPU Core i5-1135G7 và RX Air Graphics sẽ là cái nhân xử lý đồ họa. Cho nên là nếu như các bạn muốn làm những cái tác vụ liên quan tới Photoshop, AI hoặc là chỉnh sửa hình ảnh thì mình thấy là cái máy này nó vẫn có thể hoàn toàn đáp ứng được. Và đó là tất cả những cái giá trị của chiếc máy này với mức giá khoảng hơn 22 triệu đồng. Chiếc laptop thứ hai đó chính là laptop Asus ZenBook UX325EA KG363T. Đây là chiếc laptop thuộc vào cái series ZenBook mà có màn hình OLED rẻ nhất trong tầm giá, và hiện tại nó đang rơi vào khoảng là 25 triệu. Thì Asus họ vừa tung ra một cái series VivoBook nữa và cũng sử dụng màn hình OLED luôn, thì cái giá nó còn rẻ hơn con này. Nhưng mà bởi vì đây là thuộc vào cái series ZenBook cao cấp hơn, cho nên là những cái giá trị thêm thắt các bạn cũng sẽ thấy là nó ổn áp hơn hẳn. Chẳng hạn như các bạn vẫn có là một chiếc máy nó khá là giống với chiếc máy khi nãy em vừa kể, nhưng mà kích thước màn hình khi này nó sẽ chỉ là 13 inch so với là 14 inch, cho nên là cái khung máy về tổng quan thì nó nhỏ gọn hơn. Tuy nhiên phần màn hình thì do nó sử dụng một cái tấm nền OLED nó cao cấp hơn, cho nên là mình thấy là cái phần mặt A nó sẽ hơi nặng và ì hơn đôi chút so với lại cái phiên bản sử dụng tấm nền IPS khi nãy. Và chúng ta vẫn có được những cái giá trị như là webcam chất lượng cao, rồi cảm biến gương mặt, rồi chúng ta cũng có được những cái như là touchpad to, khung phím ngon, vân vân. Thì đó là tất cả những cái đều giữ lại, và cái đặc sắc nhất đó chính là cái phần màn hình OLED với 100% sRGB và 100% DCI-P3. Nên là nếu như các bạn muốn sử dụng để xem phim, giải trí, làm việc hoặc tất cả những cái nhu cầu liên quan tới multimedia mà các bạn muốn sử dụng thì mình thấy đây là một chiếc laptop hoàn toàn phù hợp với tất cả những cái nhu cầu đó. Kèm thêm nữa, phần lớp phủ bên ngoài của màn hình nó chính là một cái lớp phủ gương, cho nên nó sẽ hơi ống ánh nhẹ nếu như các bạn sử dụng với những cái điều kiện ánh sáng trực tiếp. Tuy nhiên nếu như các bạn sử dụng với những nguồn sáng không đánh trực tiếp vào trong màn hình thì mình thấy nó cũng chẳng có vấn đề gì cả, các bạn cứ sử dụng thoải mái thôi. Như mình thì mình thấy là độ sáng màn hình rất là cao, cho dù là mình sử dụng ở trong phòng studio như thế này ha, thì mình cũng chỉ để khoảng đâu đó 25 cho đến 30% độ sáng thôi, thì cái máy nó cũng đã rất là sáng và giúp cho mình có thể nhìn thấy dễ dàng rồi.
phần khung của máy á, thì có vẻ như là nó vẫn hơi nhỏ, hơi mỏng và hơi ọp ẹp. Cho nên là khi mà mình đặt tay lên và thao tác ở trên máy á, thì thấy là máy nó hơi rung linh nhiều hơn so với lại chiếc laptop kia. Và kèm theo đó nữa là cái hiện tượng flex nó cũng có diễn ra. Vậy nên là nếu như các bạn mà cần một chiếc máy nó thực sự cứng cáp á, thì hai cái sản phẩm vừa nêu á, nó sẽ không thể đáp ứng được quá tốt. Và điều làm nên điểm đặc sắc nhất của cả hai cái sản phẩm này đó chính là cái điểm mạnh mà mình rất thích, đó chính là về phần phía cái cổng kết nối. Các bạn vẫn có được hai cổng USB-C Thunderbolt 4 ở bên góc trái ha. Các bạn có luôn cả một cái cổng HDMI để mà xuất trình cũng như là trình chiếu. Các bạn có là một cổng USB Type-A bên cạnh phải và một thẻ đọc micro SD card. Cho nên là nếu như các bạn thấy đó, tất cả những cái cổng cắm các bạn cần có ở trên một chiếc laptop hiện đại và xịn á, thì cả hai cái sản phẩm này đều có thể đáp ứng được. Kèm theo đó nữa là nếu như các bạn nhìn vào trong phía trong hộp sản phẩm á, thì các bạn sẽ thấy có một cái dongle, tức là một cái adapter chuyển từ cổng C sang cổng 3.5 luôn, dành cho những bạn nào mà muốn nối ra những cái tai nghe mà jack 3.5 để mà nghe nhạc hoặc là đàm thoại sử dụng á, thì cái máy này nó cũng hoàn toàn đáp ứng được. Cho nên là mình thấy là các bạn không cần phải hy sinh bất cứ cầu kết nối nào, mặc dù đây là hai sản phẩm laptop có cái thân hình rất là mỏng gọn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video về bộ đôi sản phẩm laptop Asus ZenBook thuộc vào cái series UX, rơi vào mức giá khoảng từ 22 triệu cho đến khoảng 25 triệu đồng. Thì đây là hai cái sản phẩm mình thấy sáng nhất phân khúc rồi. Nếu như các bạn có những cái đóng góp gì đó, hãy cùng nhau comment lại ngay phía bên dưới. Và đừng quên là GVN sẽ lên sóng video vào lúc 21 giờ hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.